Đang bị kỳ các bạn. Thu anh có mấy thu? Một. Cái đồ đi. Em bị kỳ cấp 1 còn bi. Em không bị kỳ gì nhỉ? Chớ mới tụi em nghĩ này. Ờ. Anh cấp 5 em. Đúng em ấy. Cho anh cấp 3 là biết. Anh ăn mì tôm chập trứng. Thu anh mày vậy. Tập tâm ấy. Hảo hảo. Đồ chè á. Ốp lè hả? Gì? Cho anh hai sáng đi biết. Cho bè. Nãy giờ nói em nghe. Em nghe ấy. Tiểu tắt sáng quên rồi. Tìm dưới tay chứ. Ờ, tìm dưới tay. Đừng biết vậy mày. Biết có người yêu chưa? Có con rồi. Anh nói anh con mà mất hụt luôn á. Nó kêu có cô, có người yêu mà có con rồi. Ở đây cái nhẫn này. Ờ. Ủa hay là anh thu cái vợ đâu. Cầm đi. Cầm đi, thu mà được cái hải sản này. Kêu món khác đi. Anh hút em. Anh ăn gì, đi ăn gì. Đi thập cẩm rồi. Cái mẹ đó, thập cẩm là có hải sản đó. Mà bị hút mà mẹ ăn gì hải sản. Cho nó giữa mì xào em. Cho nó giữa mì không. Thì ăn cấp 1 này thôi mà khỏi ăn nước ra thôi. Mày ăn mì gì trộn lên mày ăn mẹ chứ mày ăn gì vậy. Đúng không Bì? Rồi tôi kiếm được. Thôi mà nhìn lên xíu nữa tôi chứ. Mỗi lần ông ăn cây gì vậy? Tí cầu à. Giờ nếp nước kìm với em nó trộn à. Nhìn bí xuống nó nấu à. Tô của anh là bình thường, bí tô nó em muốn khạc gì khạc. Không, ui xe thật tâm ấy. Ê, con. Bây giờ nói điều gì ạ? Bây giờ nói trước khi ăn mì cây rồi, ói không? Nói chung hồi nhỏ giờ mình chưa ăn mì cây, giờ anh em mình ăn thử cặp nem rồi. Hồi chưa ăn mì cây thiệt không ấy? Anh nói thiệt là cho xấu chiến anh chưa biết, bây giờ nó biết mà. Cái đó giờ anh biết, giờ nó trải nghiệm cho mình chạy ăn đầu cho. Chưa. Ừ. Anh cấp độ năm. Chúc ăn thấp. Anh chúc anh Sato, em thưởng cho anh thêm một xị nữa. Chứ không. Em nói em làm. Nhớ nha. Ừ. Anh ăn không hết thì sao? Anh không hết tao trẻ mày hai xị. Không, em không còn anh trẻ xị, em mò anh còn anh mò tính trong bàn ở đâu là được đâu. Ba thằng này khác gì hai xị. Đi ăn bao nhiêu rồi hai xị? Cao lắm mà cao nhất là ăn 150 à, không táo đâu. Đó. Ừ, nha, Đức Ti. Em nói em làm. Ờ, đúng không, em hết là... Ừ. Còn Thu ăn hết sao? Ừ. Chị nó cấp 1, còn phải nói. Ờ. Nói là cán hả? Ờ. Chủ yếu cấp nem mà ăn hết là mà ăn trong vòng mấy phút. Ủa, ăn cũng tính phút nữa. Màng Thu ăn xem là anh mà ăn xem nha. Không, Màng Thu ăn nha. Ờ, ông ngầm tới chiều thì thôi chứ đâu ai thánh được. Đâu ai khùng, ông ngầm quá. Không biết đâu được. Ăn đâu cũng chặt khúc vậy chứ. Ờ. Chúc anh nấu thủ nhì anh. Ờ. Vô cái gì đâu. Nhì vô cái mang ăn quá. nhận chút. Thôi bây giờ chờ đợi các bạn. Đây, của anh trẹp ra rồi các bạn. Đây là hải sản cấp nem. Chú, anh húp miếng nước thôi. Kìa, chúng ta dẫn nha. Ừ. Uống nước gì kêu chứ? Này, chị kêu nước uống mà. Húp miếng đi. Đồ mày quên đã chiếu đồ đấy nha. Em chăm bé ly hai lon nước ngọt ấy. Còn chiều vô đấy là khép ngang. Mời các bạn ăn. Bò. Sạch nước nha anh. Đây tôm. Ờ, cá gì? Cá viên chiên, cá viên mực. Đây là thập cẩm. Đầu đây cái gì? Viên chiên chiên gì đây? Ừ. Rồi có mì là món chính. Năm kim chim chân. Cho anh hai lon nước đi, bé ly nha. Nước cục bên trong. Rồi, tất cả mọi người ăn như đói không? Đây. Chút, ăn ngon quá. Nhìn Bi ăn. Bạn Bi à, quay bạn Bi ăn nè. Đây là mực. Mực là chấm như muối quá. Mực ai cũng biết hết đó đâu. Nó coi chứ. Nó cây, vừa đủ uống miếng mà nó cây chứ. Hả? Xong thì nó cây thì anh em mình hôm nay được với mở. Ờ. Ừ. Anh nghe ngắn nhỏ hết nha, cô. Trời. Quý mà bình thường có đâu. Ờ, không nước gì đấy. Quá ngon. Ừ. Mời các bạn em mình ăn miếng nha, nó đói quá. À. Ăn đi, sao đói anh ăn trước rồi. Ăn ngon. Đói rồi mà sao nói anh đói ăn trước thì ờ. Chắc đói rồi, chắc đói rồi. Chuyện đói mà đi nhà ông mày. Hôm nay người của mình nha các bạn. Mời anh em nha, mình ăn cấp 3 thôi, mình không có ăn cây bằng anh B. Mình ăn cấp 1 thôi. Anh thôi. Anh đổ máy cũng ăn cấp 1 thường B là anh. B là anh cũng được cấp 2, cấp 3. Em sợ.
Thu ở sợ hư cái màu gì đó. Chợ nó mụn. Hư màu tím đó. Nó xin màu tím rìm kìa. Bị giấu được. Nó đang như màu. Quá anh ngủ lại rồi. Vừa giấy mày. Con tôm anh là anh gió hay bố anh chơi á. Anh gõ mày. Mày đồ mày bị gút mà nấu anh tôm đưa tôm ăn. Làm không liền hả? Gút anh đi ba tôm mẹ bò ấy, tao đừng anh gút mà anh đạn gì đúng đó. Anh mời sao tới đây. Quả tôm nó kêu anh cần xe anh cho gió mở rồi đó. Anh này có canh chim này tôm. Đây, vô giấy nha anh Mậu. Thôi, quậy luôn á. Thấy không? Anh bỏ ấy, anh cũng nhiều anh. Dạ, kìa, dữ không? Không lớn lớn cho anh cái vậy. Thôi em à. Không ai đuổi. Không ai đuổi chứ, còn mày không ai đuổi đấy. Thế là anh vừa đây chứ. Tôi nhìn tôi mà không anh vừa đây chứ. 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 Anh vô rồi hình như cái của thằng lên này nó hại sáng không, nó không có bỏ không bỏ hơi quá, chào cho xuống làm bên rồi. Phá nhanh các bạn nha, chuẩn 100 ngàn. Ghê. Chào cho anh Binh 100 ngàn này, chúc anh tính. Chào 100 ngàn, chào 100 ngàn, chào 100 ngàn dễ thương đây. Rồi, 2, 4, 6, đủ 9 à, có 9 à, 10 ngàn nữa, nậu. Đây, 9 ngàn, 10 ngàn, đấy. Đây nha mọi người. Chàng ăn còn tốt hậu, đừng ăn phần tốt hậu nữa. Mày có vụ cấm không cho... Chị quý ăn tốt hậu cho làm rác, ăn thằng hậu. Ăn cái màu cái miệng. Đây mọi người, nói chung là thằng Thu Đảm nó thấy mình được 100 ngàn nó sức á. Cho nên là nó cũng không miễn nhiên á, có thông cảm đi. Nó chua như chó, có chè nè. À, chua nó chung mát quá. Chung mà cái... Không có cái quạt nào mà mát là cái quạt tiền mà nó. Tại đâu này, ta lên rồi. Chạy nè mặn ra thử thách mà anh cấp độ 5, cấp độ 6 á ta lái tiền giờ thử thách mình nuốt cái cỏ mà nuốt cỏ mày liên quan tới tao nuốt cỏ nuốt không cho nuốt mày trả tiền người tao hết chứ nói chung mình không dám không dám ra thử thách mình nuốt cỏ cho anh coi không tao giờ nó tiền bán 5 ngàn đồ sợ không chứ không có cái quạt nào mà mát mày cái quạt tiền cứ quạt thì nó phê phê giàu đâu nha cho tao có nói tao giàu đâu tao được tiền là thấy tao phê lên nhà nói quá phí. Ăn luôn đi, ăn luôn đi. Sợ vậy, ăn bỏ uống đi. Mày cũng chặt cổ cho chó ăn vậy à? Dở, dở đi. Tao bye bye các bạn.